Nhiều về tâm lý đó. Đó, chồng em là học một khóa trầm cảm sau sinh nè. Rồi chồng đi học nha, chứ không phải vợ nha. Rồi tiền thai, tiền sản, rồi uống thuốc vitamin, chích ngừa, các thứ là chuẩn bị đủ hết. Rồi như vậy thì cái ngày mà đi sanh thì cái vai trò của chồng em cũng không nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái dấu hiệu để mình có thể xách đồ vô bệnh viện là cái gì? Dạ không có một cái dấu hiệu gì cả. Đến ngày dự sanh rồi mà bây giờ không sanh thì thôi xách đồ đi thôi chứ. Chứ cũng biết con là... coi ngày đồ không? Coi không. Ngày hôm nay đẹp nè, đi chắc vui nè, có không? Dạ không. Cũng mặc đồ đẹp lồng lộn xong rồi đi vô cười tươi. Nghĩ trời ơi, mình đọc thấy người ta nói là mỗi người túm lấy một khung cửa mà đu. Nhưng mà đi vô phòng thấy phòng xin dịch vụ đẹp khác, sủa tương bừng. Mình nghĩ trời ơi, lát mà đu chỗ mình chụp. Trời ơi, lát mà đu chỗ mình chụp. Cuối cùng là với cái cơn đau đó thì hiểu là thế nào mà người ta đưa ra những gọi là có những cái truyền thuyết như vậy. Dạ, đúng không? Đúng. Leo cửa sổ, giật tóc chồng, xé áo đồ các thể loại. Nói thiệt với chị là chích cái gây tê ngoài màng cứng xong đó, thì mình không còn cảm giác đau đẻ nữa. Mình không biết lúc nào là phải rặn hết. Cứ khi nào bác sĩ kêu rặn thì là rặn thôi. Xin chào quý khán giả, xin chào chị Ngọc Lan và cô Tony A. Em thực ra là học trò của cô An Bình. Dạ. Em đang tính khịa chị rồi. Em là đồng sáng lập của Trung tâm Gia Sư Ông Mặt Trời, đồng thời cũng là mẹ bỉm sữa của một em bé 2 tuổi. Con mình 2 tuổi như vậy thì cái dấu ấn đậm đà vẫn còn ở đó của cái lần mà mình biết tin mình mang thai con. Bản thân em biết rõ nhất đó là em bị đa nang buồng trứng, cái chuyện có con rất là khó. Đúng rồi. Dạ, chính vì vậy cho nên bác sĩ cứ có chồng một cái là thả nhau không? Thả liền, không là tiêu không được đâu. Nhưng mà chồng em có biết cái tiền sử đó của mình không? Dạ có biết, nhưng mà chồng em thì thoải mái lắm. Không sanh được thì thôi, thì xin con nuôi, kiểu ổng cũng không có áp lực cho em. Lần đầu tiên là em đi mua que thử rụng trứng. Người ta bình thường là tháng nào đều như vắt chanh thì nó dễ. Còn mình đa nang buồng trứng có khi buồn buồn là 3 tháng mới có. Mình đâu có biết được là lúc nào là rụng trứng đâu. Đi ra tiệm thuốc tây lấy em lố 20 cái, rồi sau đó là 10 cái thử thai luôn chị. Chơi lố không? Em bữa đó cái người bán cho em họ có bình tĩnh không? Tại vì mua có nghĩa cái combo đó đi chung nó sai lắm. Trứng xong sau đó mới đến cái đoạn thử thai, đằng này mua gì mà gom một lần 2 món. Dạ. Chị hỏi em tính mua về bán lại hay sao? Em tính mua về bán lại hay sao? Bác sĩ có dấu cơ ha. Dạ, hiểu đầu cơ ở đây. Rồi sao? Thử rất là may mắn là làm phát dính luôn. Em canh đến que thứ 7, thứ 8 gì đó là thấy rụng trứng rồi, là dính bầu lần một. Rất là háo hức tại vì tụi em là hoàn toàn sẵn sàng rồi mới cưới và cũng đã chuẩn bị tâm lý, sức khỏe, tài chính, mọi thứ hết rồi để chờ đón con thôi. Thì đến tầm 8 tuần á, đi siêu âm, tự nhiên cái bác sĩ cứ dò đi dò lại hoài, xong rồi cứ không ổn rồi em ơi. Mình chết đứng luôn á chị. Mình không biết nói sao nữa. Bác sĩ nói là thai này không có tim. Xong rồi thì kiểu như là đi ra nhìn thấy chồng á là không nói được gì nữa. Cứ thôi đi về. Sau đó thì cũng mất một vài tháng để dưỡng lại, xong rồi canh tiếp lần tiếp theo. Cái đống que thử hai lần trước đó vẫn còn dư lại. Tiếp tục canh và tiếp tục may mắn dính tiếp. Có tim thai một cái, kiểu cái lần đầu tiên mà nghe thấy cái tiếng rột rột ở trên máy siêu âm đó, mà mình nghe thấy có con một cái, trời, thì giống như là tối đó về không ngủ được, cứ nằm tưởng tượng lại cái cảm giác lúc đó. Mọi thứ cũng êm ả. Đến 28 tuần thì bác sĩ siêu âm nói giờ đo tim thai thì thấy có một cái nhịp đập bất thường. Kiểu lúc đó rất là sợ, tại vì em có một cô bạn là ngay cái tuần 26 cũng có một nhịp đập bất thường. Và đi kiểm tra lại thì con của bạn em bị thiếu mất một ngăn tim á, và không, sau này cũng không giữ được bé. Sợ khủng khiếp, giống như bị dọa vậy đó. Rồi đi kiểm tra tim thai thì bác sĩ nói đó chỉ là báo động giả thôi. Tiếp theo là đa ối nè. 35 tuần thì trời ơi, cơn gò liên tục, mọi người cứ tưởng là đẻ rồi, bác sĩ tưởng đẻ luôn. Phải chích trưởng thành phổi, ít vận động lại, ít làm việc lại. Em cứ tưởng là đẻ tới nơi rồi. 35 tuần bắt đầu chuẩn bị đồ đi đẻ, các thứ đầy đủ hết, lúc nào cũng tinh thần là chạy thôi. Đợi đến 40 tuần không thấy động đậy gì.
40 tuần một ngày, bác sĩ nói thôi dục sanh chứ giờ sao giờ, không có một cái dấu hiệu gì là muốn sanh hết trơn. Trời ơi, em nằm trên giường, hai cô y tá nói với nhau chứ hết kim 18 rồi, giờ dùng kim 22 được không? Trời ơi. Em nói thiệt với chị á, đây nè còn một cái sẹo nè, cái sẹo. Trời ơi, em ám ảnh cái kim nó dơ lên một cái, em rụt lại một cái muốn té xuống giường luôn á. Nó bự vật vã mà mình nhìn mình khủng hoảng luôn. Cái chị nói giờ làm sao, không nằm im á là chọc đi chọc lại là hai lần, một cái là hai tay là xong hết hết chỗ chọc. Cái cũng sợ quá rồi. Vô đúng rồi, cái kim nó đâm vô tới đâu là thấy bà tới đó. Trời. Dạ đúng rồi, thấy té không trời thiệt chứ. May mắn là dục sinh thuận lợi thì bắt đầu có cơn đau rồi đi qua phòng sinh tập rặn với một cái cô điều dưỡng thì cổ mới nói em có muốn sanh không đau không? Trời ơi, mừng chị, tại mình nghĩ là trời ơi chị này chắc nhiều bí kíp gia truyền gì đó sẽ truyền lại cho mình là sinh sao cho không đau. Có chị nói thôi kêu chồng vô ký tên đóng tiền. À, lúc đó mình mới ngó ra là đi chích gây tê ngoài màng cứng đó chị. Chồng em cũng cứ chạy ra chạy vô, sao em nhắm chịu nổi không? Em nói được chắc được. Lúc đó 5-10 phút một cơn đau vẫn được. Trời ơi, 5 phút sau túm túm áo cô điều dưỡng chị ngoắc ngoắc chồng em vô ký cho em chịu hết nổi rồi. Bác sĩ gây tê đi vô cái bàn xanh á, nó rất lạnh hả chị, nó là một cái bàn kim loại đúng nằm rất là lạnh, mà cái thuốc gây tê ngoài màng cứng vô một cái là toàn thân nó buốt luôn, nó lạnh buốt mà em lại còn tụt huyết áp nữa. Cái bác sĩ gây tê xong thì đi ra xong chồng em túm tay túm chân lại, không bác sĩ không được đi, giờ là đứng đây theo dõi cho vợ em chứ vợ em là huyết áp thấp, đi vậy là không được, giờ không cho ông đi. Bác sĩ giờ năn nỉ bác sĩ chứ vợ em huyết áp thấp, bác sĩ đi lỡ có chuyện gì sao. Cái ổng cũng ok, ổng đi ra đi vô kiểm tra cho mình liên tục 5 phút một lần. Cái ông nói trời ơi nhất em, chồng em đứng ngoài túm quần túm áo đâu có cho tôi đi. Ổng nói là trời ơi ký tên vô tờ giấy đó còn hơn là lúc ổng đi ký hợp đồng, nó còn căng thẳng hơn. Để có được con thì mình cũng trải qua rất là nhiều những cái biến cố như vậy. Thì bản thân những cái lung lạc tinh thần về những cái biến cố đó thì chồng em có thể hiện rằng là ảnh cũng cảm thấy lo lắng cho cái điều đó, hay là ảnh cũng cảm thấy áp lực với cái điều đó không? Chồng em giống như là con trai một mà cũng nghĩ là lúc mà quyết định cưới em là kiểu có một số người cũng nói vô là hay thôi bầu trước đi rồi cưới, nhưng mà cho dù có áp lực thì một mình ổng chịu chứ chưa bao giờ thể hiện cho em là em phải chịu những cái áp lực như vậy. Ổng nói với ba mẹ, nói với mọi người là không sinh được thì sinh con nuôi có sao đâu. Nuôi con ai mà không được, bản lĩnh ha, bản lĩnh. Thực ra là em biết đến cô Tony A cũng nhờ tìm hiểu khá nhiều về tâm lý đó. Đó, chồng em là học một khóa trầm cảm sau sinh nè. Rồi chồng đi học nha chứ không phải vợ nha. Rồi tiền thai tiền sản, rồi uống thuốc vitamin chích ngừa các thứ là chuẩn bị đủ hết. Rồi như vậy thì cái ngày mà đi sanh thì cái vai trò của chồng em cũng không nhỏ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà cái dấu hiệu để mình có thể xách đồ vô bệnh viện là cái gì? Dạ không có một cái dấu hiệu gì cả. Đến ngày dự sanh rồi mà bây giờ không sanh thì thôi xách đồ đi thôi chứ. Chứ cũng biết con là... coi ngày đồ không? Coi không. Ngày hôm nay đẹp nè, đi chắc vui nè, có không? Dạ không. Cũng mặc đồ đẹp lồng lộn xong rồi đi vô cười tươi, nghĩ trời ơi mình đọc thấy người ta nói là mỗi người túm lấy một khung cửa mà đu, nhưng mà đi vô phòng thấy phòng sinh dịch vụ đẹp khác sủa tương bừng, mình nghĩ trời ơi lát nào đu chỗ mình chừng. Cuối cùng là với cái cơn đau đó thì hiểu là thế nào mà người ta đưa ra những gọi là có những cái truyền thuyết như vậy. Dạ, đúng không? Đúng rồi. Leo cửa sổ, giật tóc chồng, xé áo đồ các thể loại. Nói thiệt với chị là chích cái gây tê ngoài màng cứng xong thì mình không còn cảm giác đau đẻ nữa. Mình không biết lúc nào là phải rặn hết. Cứ khi nào bác sĩ kêu rặn thì là rặn thôi. Làm liên tục như vậy gần 2 tiếng đồng hồ không đẻ được. Nằm trên giường, rặn đi em mạnh lên. Rồi rạch đi em, không khoan đừng rạch. Rồi cứ như vậy lặp đi lặp lại chưa được. Cái bác sĩ phụ là đứng đè, đẩy giống như rặn phụ mình vậy đó. Đến 6 giờ luôn, tim thai là giống như nhịp đập đồ là giảm xuống rồi, yếu rồi. Chùm đầu mổ vô. Lúc đó mình nói trời ơi nhỏ dữ trời, vừa đau đẻ mà vừa đau mổ. Bác sĩ nói giờ chỉ còn một cơ hội nữa thôi, rặn một phát nữa không được thì là đi mổ, không có nói nhiều nữa. Rồi làm một phát ra luôn, con tới 3.6kg. Trời ơi mẹ lên chưa đến 10kg. Mà con tới 3.6kg mẹ không đẻ thường được. Chồng em
Trời ơi, giỏi quá em ơi. Lúc đó là chồng có vào phòng sanh với dạ, mình có. Không? Cái giây phút khi mà bác sĩ lôi em bé ra rồi để lên trên người mình, cái cảm giác đó của em như thế nào? Lúc đó em không còn sức để khóc nữa, nằm nước mắt tự chảy thôi. Thôi trời ơi, sao mình giỏi quá, sao mình đẻ được một em bé dễ thôi. Bác sĩ thì cứ luôn mà trời ơi đẹp trai quá con ơi, lúm đồng tiền nè, một lúm đồng tiền, hai lúm đồng tiền, đẹp trai quá con ơi, mà sao không giống mẹ vậy trơn vậy. Em bé của em vừa giống ba vừa giống ông nội, không giống em một tí xíu nào. Vậy rồi chị nghĩ chắc có lẽ là cái sự đón nhận của ông xã em á, nó cũng sẽ rất là mãnh liệt. Tại vì em kiệt sức nhưng mà ông đâu có kiệt sức, tại vì ông đâu có rặn gì đâu. Vậy thì sau khi mà đặt da kề da với mẹ thì ba như thế nào, tại vì ba được vào phòng sanh mà. Dạ lúc đó thì em bé yếu quá, em bé phải theo bác sĩ qua phòng dưỡng nhi. Còn ba ở lại nắm tay mẹ chăm mẹ trong lúc mọi người khóc. Thực ra cho cái ấn tượng đó là cái ấn tượng xấu xí nhất mà mình nghĩ là sao mình lại để cho chồng mình nhìn thấy một cái cảnh mình xấu như vậy. Nhưng mà sau này ngẫm lại nói chuyện với chồng thì cũng thấy là bởi vì thấy được cái khoảnh khắc đó thì biết quý trọng gia đình hơn, biết quý trọng vợ hơn. Chứ còn nếu mà không nhìn thấy thì không thể nào cảm nhận được, kể lại cỡ nào cũng không thể cảm nhận được. Thật ra thì cũng rất là cảm ơn cái sự tiến bộ hai chị ha, của xã hội. Đúng rồi. Để tạo điều kiện cho các ông chồng có thể vào phòng sanh. Đúng. Sanh cùng với vợ, vượt cạn cùng với vợ để có thể nhìn nè, cảm nhận nè và sẽ hiểu rõ hơn về cái sự vất vả và đau đớn, kể cả cái sự thay đổi về mặt thể xác của một người phụ nữ. Chứ ngày xưa á, mình không thể ngồi đây mình nói rằng là thời nào đúng, thời nào sai. Nhưng mà nó sẽ có những cái đặc điểm. Chị lấy ví dụ như ở nhà chị nghe kể nha, là má chồng chị, ba chồng chị siêu thương má chồng chị. Nhưng mà theo như má chồng kể là hồi má chồng sinh á, từ sinh chồng cho đến sinh em chồng là ba chồng không được vào bệnh viện luôn. Chứ không phải là không được vào phòng sinh đâu. Vì ở nhà quan điểm là chỗ đó không phải là chỗ của đàn ông con trai. Đúng rồi. Đàn ông con trai thì không có nên đến cái nơi mà phụ nữ sinh. Dĩ nhiên là họ sẽ có những cái lý do để họ nói về điều đó. Nhưng mà rất tiếc á, nó đã tạo nên cái gì? Nó tạo nên cái sự miễn trừ trách nhiệm của nam giới. Thực ra để ai đó mà rung cảm với một cái sự đau đớn nào đó, hoặc là họ biết yêu thương một ai đó, thì họ phải được thấy, hoặc là chí ít là họ phải có một cái trải nghiệm gì đó mà nó thực sự là của họ đó. Về cái điều đó, nhưng mà cái lối giáo dục ngày xưa nó đã làm cho nam như giới là mặc nhiên rất là hợp lý luôn, đứng ngoài cái nỗi đau của phụ nữ. Mà đúng như Lan nói, tức là chúng ta phải cảm ơn những cái thay đổi mà ở đó người phụ nữ thực sự họ được chia sẻ nhiều hơn, và nam giới cũng được cơ hội để trưởng thành nhiều hơn. Cái này là con tạm nhắc các cô chứ không phải các bạn nữa. Tại vì khi mà mình làm mẹ chồng á, nó có nhiều lý do để các cô mặc nhiên bảo vệ con trai. Chuyện đó về lý lẽ thì nó cũng gọi là nó cũng không có gì phải khó hiểu. Nhưng mà như thế này nè, các cô đừng sợ rằng là khi con trai mình chứng kiến con dâu mình sinh, cái tự nhiên nó thương vợ nó hơn, cái nó bỏ rơi mình, nó có một cái nỗi sợ như vậy từ các cô là đang ở vị thế mẹ chồng. Thực ra các cô hãy nhìn ở một cái góc nhìn khác đi. Đó là khi con trai của mình chứng kiến được cái hành trình vượt cạn của vợ mình á, lúc đó là lúc mà con trai mình hiểu rằng ngày xưa mẹ mình đẻ mình ra đó, nó đã khó khăn và nó đã vất vả như thế nào. Và điều này có nghĩa là rất nhiều người phụ nữ được hưởng lợi từ cái trải nghiệm của anh ấy, chứ không chỉ là có những cô con dâu đâu. Cho nên là mình hy vọng là chính phụ nữ là cái người tự cởi trói cho nhau trong những cái chuyện như thế này. Rất là cảm ơn chị. Với một cái người mà sẵn sàng rồi đi học trầm cảm sau sinh, tôi đang lo là không biết ai bị trầm cảm sau sinh, hiểu không? Thật ra là chồng em là một người kiểu ngủ rất là dễ mà. Nhờ ảnh trông con thì ảnh sẽ nói nãy giờ em có ngủ không? Không. Em làm gì mà ngủ được nhanh vậy? Ông nói nãy giờ anh ngủ phút rưỡi không à? Có khả năng ngủ ráp nối vậy luôn em. Ảnh không cho mẹ chồng với mẹ ruột của em ngủ lại đêm trong phòng. Buổi tối là chỉ có hai vợ chồng với em bé thôi. Là đêm con dậy con khóc con trớ gì là ảnh pha sữa, ảnh lo gần như lý là... Lý do là gì? Ảnh nói là ba mẹ đã già rồi, già rồi. Thực ra bắt leo lầu rồi đêm còn thức đêm ngày rồi thức ngày rồi này nọ nữa sao chịu nổi. Mà lúc đó là ban ngày ổng vẫn làm việc, buổi tối thì vẫn thức với em vậy đó. Xong được đâu tháng á, trời em nói chị, đêm cái con khóc em đau lưng quá, không biết sao mà đau lưng. Cái em nói anh à,
dậy pha sữa cho con, em đạp một cái ấm lan 3 giờ mới ngủ tiếp chị kỹ. Tưởng lăn đứng dậy quạo vào cục xúc. Không phải, chị biết không? Cố gắng đã học tâm lý rồi. Học tâm lý của phường bà đẻ. Rồi sau khi đẻ xong nha, ráng cố gắng trong một tháng đó là cố gắng quá nhiều để cho chứng minh cho vợ thấy rằng là anh làm được. Những cái chuyện này anh làm được nhưng mà chịu không nổi. Một trong những cái nội dung mà người ta khuyến cáo mà mẹ bầu mà bị trầm cảm sau sinh đó là hãy cố gắng ngủ đủ giấc. Anh đã thực hiện điều đó rất đúng với nội dung được không? Được rồi, cuối cùng sao rồi, ảnh có bật dậy pha sữa không? Hôm đó anh dậy không nổi nữa chị. Tức là em phải lật đật. Dạ, em dậy cho bé bú. Cái đầu ti của em bị phẳng á, nên bé ti cũng hơi khó khăn. Thành ra về sau là chuyển qua hút sữa hoàn toàn luôn. Em ngồi em hút sữa ngày 4-5 cử, ông đi ngang qua. Em, hay là giờ xăm con bướm lên đây nè, lên ngực á. Nó muốn hút sữa riết rồi nó thành con dâu luôn. Anh ấy thật sự sáng tạo và là một người có thể vui trong mọi hoàn cảnh. Dơi thì dơi mà dơi. vẫn thương con dơi nha. Trời ơi, tôi vẫn không hình dung được cái sự thay đổi cơ đó, dù nó thương như thế nào mà sao con bướm là con dơi. Ông này ông tưởng tượng giỏi vậy. Với cái kiểu mà ngủ một cách ngon lành như vậy, rồi ảnh có cập nhật được nguyên một cái combo chăm con nó ngon lành không? Dạ không chị. Đó thấy chưa? Khúc sau là em tỏa sáng. Thực ra là mọi chuyện vẫn cứ êm đềm, tại vì ai cũng biết là sanh con xong sẽ có 6 tuần trăng mập mà là con ngủ suốt mà. Rồi rất là thoải mái, kiểu em thả lỏng trời nuôi con đâu đến nỗi nào ngủ suốt mà. Không, đời không như mơ, 3 tháng là tới Wonder Week 12. Lúc đó là em giống như là thả lỏng, em quên hết kiến thức mà em đọc hồi em có bầu rồi, đâu có nhớ gì nữa. Trời ơi, ảnh ngủ ngày cày đêm 3-4 đêm liên tục, rồi tới đêm thứ 5 cái anh thức tới đâu 5-6 giờ sáng cái anh mới ngủ. Thì lúc đó hai vợ chồng cũng mới gà gà ngủ được xíu, bật dậy, ôi không thấy con đâu. Hai vợ chồng phi như lò xo vậy, nhìn xuống gầm giường, tại vì cứ tưởng là ảnh đã lọt xuống gầm giường rồi, nhưng mà thực ra là không phải. Ông bà nội nghe nó khóc quá mà hai vợ chồng ngủ như hai cái cục đất sét vậy đó. Bế nó đi luôn. Bắt đầu xem lại rồi từ từ. Đầu tiên là thiết lập lịch sinh hoạt cho đúng con rồi, rồi luyện cho con tự ngủ, cho con ăn theo giờ theo cử chứ không phải là hứng lên thì ăn, cho con ngủ xuyên màn đêm là bằng cách là ca ti đêm cho con. Thì tự nhiên thấy trời ơi, cái cuộc đời bỉm sữa nó sung sướng. Con nè nếp đâu ra đó mà đêm là ngủ thẳng tới sáng ba với mẹ. Đợt đó vợ chồng em cài hết nguyên bộ chú tể của những chiếc nhẫn luôn. Trời ơi, trời ơi, tôi tưởng đâu là hai vợ chồng cày nhau. Trời ơi, tôi đang hình dung tới cái giai đoạn đó. Tại vì nuôi con khỏe quá mà tôi tưởng hai vợ chồng cày nhau rồi. Cũng phải có một ca bộ ngộ gì chứ cô Lan. Bây giờ sao? Tới chăn trong bao nhiêu lâu thì chúng ta mới có thể cày bừa lại với nhau nè? Trước tiên là nó có duy trì trong thai kỳ không đã? Dĩ nhiên là có rồi. Nhưng mà nó sẽ hạn chế lại. Từ sinh đến khi mà quan hệ lại là cũng phải 5 tháng. 5 tháng. Lúc đó kiểu em cũng hơi tự ti một chút. Nghĩ là không nhìn thấy hết trơn, cái lúc mà mình đẻ là mình xấu quắc à. Mà trong khi đó là mình nghĩ mình sinh thường mà con thì bự rồi, mình sẽ nghĩ là nó sẽ không được như xưa, không thoải mái. Em là bị ngủ đau là nó thấp hơn người khác, cho nên là em ám ảnh tới tận 4 tháng mấy 5 tháng luôn. Thì bữa đó ông hỏi em tha thiết không? Em mới được chưa? Tha thiết sao em? Em mới được chưa? Ông hỏi em sẵn sàng chưa? Em được chưa? Thì bữa đó rồi chuyện ấy đã xảy ra. Mà bản thân em có cảm thấy thoải mái không? Nhận cái lần đầu tiên thì thực sự là cũng không thoải mái lắm. Dần căng dần thì em nhận ra là thực ra là cái vấn đề mà tình dục ấy, nó cũng là một cái chiếm một cái vai trò rất là lớn trong cái chuyện hạnh phúc gia đình. Cho nên mình nghĩ là mình không thể nào vì những cái ích kỷ của mình á mà mình kiểu chỉ nghĩ cho mình được, thì mình phải nghĩ cách để mình thay đổi cái đó. Dạ, thì mình mới có thể cân bằng cuộc sống được. Người mà em muốn nhắn gửi nhất đó là ông bà nội, ông bà ngoại và chồng của em bé Susie nhà em.
Xin gửi những lời cảm ơn và biết ơn chân thành nhất, bởi vì là mọi người đã hỗ trợ, đã ủng hộ, đã giúp đỡ vợ chồng con rất nhiều trong cái chặng đường làm mẹ bỉm sữa vừa qua. Dễ thương quá à. Cảm ơn vậy. Rất là đơn giản nhưng mà thật sự ra nó rất là khó nói nếu như chúng ta đối diện với nhau, đúng không? Tại vì cái phong tục tập quán là những cái thói quen của người châu Á là chúng ta khó để mà mở lời ra, mở lòng ra để chia sẻ với nhau về những cái cảm xúc của mình. Cũng rất là cảm ơn bạn về sự chia sẻ thẳng thắn ngày hôm nay. Cũng cảm ơn ông xã của bạn đã đồng hành cùng với bạn trong suốt cả cái thời gian bạn mang thai, cũng như là đến ngày hôm nay thì con đã được 2 tuổi hơn rồi. Cảm ơn những cái điều tử tế mà chúng ta đã dành cho nhau.